Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV. Như thường lệ thì đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay có lẽ rất nhiều người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến Doha, Qatar, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Tôi đã có mặt tại trung tâm báo chí và ở đây thì thực sự có rất nhiều những luồng ý kiến khác nhau, dư luận khác nhau, phóng viên trả lời khác nhau, quan điểm khác nhau về cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Và trước khi cùng đến với nhận định của ekip Tết Trần TV, chân thành cảm ơn đến nhãn hàng Yoga Bola đã đồng hành cùng ekip Tết Trần TV trong Asian Cup lần này. Nếu các bạn muốn mua những chiếc áo của đội tuyển Việt Nam trong bộ sưu tập của Yoga Bola, hãy truy cập vào trang web yogabola.com.vn hoặc gọi điện đến số điện thoại 1800 0021. Hãy gọi điện đến đó, các bạn sẽ được giảm ngay 150.000 trực tiếp lấy các sản phẩm trong bộ sưu tập của đội tuyển Việt Nam. Và nếu như các bạn nhập thêm mã Tết Trần TV, các bạn có được giảm thêm 10% nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nhận định của chúng tôi trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Trên bảng xếp hạng FIFA, Nhật Bản đứng thứ 17, còn đội tuyển Việt Nam đứng thứ 94, tranh nhau đến 77 bậc. Samurai Xanh sở hữu 20 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đa phần ở các nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Bên kia trên tuyến, tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều chỉ thi đấu ở V-League. Xét về phong độ trong 10 trận gần nhất, đoàn quân của ông Chuse thắng 4, thua 6, trong khi Nhật Bản thắng tuyệt đối cả 10 trận với những tỷ số rất khủng khiếp. Theo dự đoán của siêu máy tính, cơ hội vô địch của Nhật Bản là 24,6%, trong khi con số này của Việt Nam chỉ là 0,5%. Những con số thống kê cho thấy sự chênh lệch rất lớn về trình độ chuyên môn của hai đội. Nhật Bản sở hữu đội hình được coi là mạnh nhất trong lịch sử của đội bóng xứ mặt trời mọc. Việc cạnh tranh một chỗ đứng ở nền bóng đá hàng đầu thế giới đã chứng tỏ năng lực của dàn sao Nhật Bản. Những Ito Junya, Minamino Takumi, Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma ngày càng hoàn thiện hơn về cả kỹ năng chơi bóng lẫn bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế. Bóng đá không phải là phép toàn, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng nhìn vào thực tế lúc này, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam gần như là con số 0. Chứng kiến những đội có trình độ nhỉnh hơn hoặc ngang bằng như là Jordani hay Thái Lan bị Nhật Bản ghi tới 5-6 bàn trong những trận đấu giao hữu gần đây, không khó để chúng ta lường trước thế trận đối với đoàn quân của ông Chuse. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế, một thất bại nhẹ nhàng có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua giành suất thứ 3 với các bảng khác trong trường hợp thầy trò ông Chuse kết thúc bảng D ở vị trí thứ 3. Vị chiến lược gia người Pháp có thể mơ về chiến thắng, nhưng với nhiều cổ động viên, không thua đậm Nhật Bản đã là thành công lớn. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn phải có những tính toán hợp lý về mặt chiến thuật. Đối với một đội bóng đẳng cấp thế giới như Nhật Bản thì tinh thần thôi chưa đủ. Các cầu thủ cần phải có kinh nghiệm quốc tế dày dặn, chuyên môn vững vàng mới hy vọng thu về một kết quả khả quan. Huấn luyện viên Chuse gặp ít nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như là Hằng Ngọc Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh không thể tham dự Asian Cup 2023 do chấn thương. Thay thế họ là một lực lượng trẻ hơn, non kinh nghiệm cũng như chuyên môn. Về lực lượng, Nhật Bản có 4 trụ cột chưa chắc đã ra sân, gồm Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaori Mitoma và Takehiro Tomiyasu. Trong khi đó, ở buổi tập gần nhất, đội tuyển Việt Nam cũng đón nhận tổn thất khi Tuấn Hải phải tập riêng. Khả năng ra sân của anh còn bỏ ngỏ. Cũng trong ngày hôm qua, thì ở buổi họp báo trước thềm diễn ra trận đấu, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã thực sự tự tin và đưa ra rất nhiều những câu trả lời hay khi được các phóng viên đặt những câu hỏi liên quan đến việc sẽ chơi như thế nào trước đội tuyển Nhật Bản đây. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu trả lời đáng chú ý của vị chiến lược gia người Pháp. Xin chào tất cả mọi người. Bản thân tôi cùng với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi rất tự hào khi có mặt tại đây để đại diện cho đội tuyển cũng như là đất nước Việt Nam để tham dự giải đấu lần này. Chúng tôi cũng hoàn toàn hiểu được rằng AFC Asian Cup là một đấu trường danh giá nhất tại cấp độ châu lục và cứ 4 năm một lần thì đây được coi như là một cơ hội để các đội tuyển quốc gia khác nói chung cũng như đội tuyển Việt Nam nói riêng thể hiện năng lực cũng như trình độ của mình, đặc biệt là khi giải đấu chắc chắn là sẽ thu hút được rất là nhiều sự chú ý cũng như là được truyền hình trực tiếp trên gần như tất cả các quốc gia trên thế giới. Về mặt các cầu thủ trong toàn đội hiện tại thì tôi tin là tất cả các cầu thủ đều đang có những cái sự chuẩn bị tốt cũng như là có tinh thần tự hào, tự tôn để khi tới đây và đại diện thật tốt cho hình ảnh của đất nước Việt Nam. Về quá trình chuẩn bị vừa rồi của chúng tôi thì có thể nói đó là một quá trình chuẩn bị không quá dài. Bởi lẽ cách làm việc của tôi thì luôn luôn muốn các cầu thủ dành thời gian tối đa để có sự chuẩn bị và thi đấu tốt với câu lạc bộ của mình, và chúng tôi chỉ bắt đầu tập trung chuẩn bị cho giải đấu lần này
từ ngày 31 tháng 12 và trong 2 tuần vừa qua thì chúng tôi đã có một trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Kyrgyzstan. Về mặt lực lượng thì ở giải đấu lần này có thể nói Việt Nam là đội bóng có một độ tuổi trung bình trong nhóm trẻ nhất của toàn giải. Tuy nhiên thì tôi cảm nhận được tinh thần khát khao và sức chiến đấu của tất cả các cầu thủ, mặc dù rất nhiều trong số đó là ở trong còn độ tuổi khá là trẻ. Xin chào tất cả mọi người. Thì với bản thân tôi đây là lần thứ hai tôi tham dự Asian Cup, và trong đội cũng có một vài cầu thủ đã từng tham dự rồi, và tuy nhiên thì tương đối lớn các cầu thủ là cầu thủ trẻ, và gần như thì họ đây là lần đầu tham dự một giải đấu lớn tại châu Á. Chúng tôi sẽ đối đầu với những đội bóng mạnh và ở trong một bảng đấu khá là khó khăn. Tuy nhiên thì suốt những 8 tháng, 9 tháng vừa qua thì chúng tôi đã tập luyện với huấn luyện viên mới, và các đối chơi của chúng tôi cũng đã bắt đầu gần như hơn. Và tôi tin là đây là cơ hội để chúng tôi có được những cái trải nghiệm tốt, những cái trận đấu thể hiện được trình độ cũng như là chuyên môn của toàn đội. Mặc dù là trước giải đấu thì chúng tôi gặp khó khăn khi một số cầu thủ gặp chấn thương, rồi là thi đấu của giải V-League thì khá là dày đặc. Tuy nhiên thì từng bước thì chúng tôi đã cải thiện qua từng trận đấu, và đặc biệt là có những trận đấu giao hữu vừa rồi thì dần dần tôi nghĩ là chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để bước vào giải đấu. Tất nhiên là với kinh nghiệm làm việc của tôi thì tôi hiểu khá là rõ về bóng đá Nhật Bản. Về thực lực hiện tại của đội tuyển Nhật Bản thì có thể đánh giá họ gần như là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sắp tới. Gần như tất cả các cầu thủ và rất là nhiều các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển Nhật Bản hiện tại thì đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Và nếu mà xét về phong độ gần đây của họ thì họ đang sở hữu phong độ rất cao. Từ World Cup 2022 cho tới thời điểm hiện tại thì gần như là họ chỉ để thua duy nhất một trận đấu chính thức trước Costa Rica tại World Cup mà thôi. Sau đó thì trong các trận đấu gần đây, các trận đấu giao hữu thì gần như họ đều thắng, và mỗi trận đấu thì họ ghi ít nhất là 4 đến 5 bàn thắng. Tựu chung lại như vậy thì đánh giá thì chắc chắn Nhật Bản là một đội rất mạnh. Với cương vị là huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam thì tôi tin rằng nếu để đội tuyển Việt Nam giành được một kết quả tích cực trong trận đấu ngày mai thì chắc chắn là tất cả các cầu thủ phải nỗ lực hơn cả 100%. Tuy nhiên thì chúng tôi trong quá trình chuẩn bị vừa qua thì chúng tôi cũng không chỉ chuẩn bị cho riêng trận đấu gặp Nhật Bản ngày mai, bởi lẽ chúng ta đều biết được rằng là chúng ta còn 2 trận đấu sau đó nữa, và cả 3 trận đấu vòng bảng này thì đều mang tính chất là quyết định xem là Việt Nam có đi tiếp được hay không. Nếu chúng tôi ngày mai chẳng hạn là chúng tôi không có được một kết quả như chúng tôi mong muốn trước Nhật Bản thì tôi tin là mọi thứ vẫn chưa kết thúc, bởi lẽ là chúng ta đều biết được rằng theo điều lệ của giải đấu thì ngay cả đội xếp thứ 3 trong bảng đấu, 4 trên 6 đội xếp thứ 3 tốt nhất thì vẫn có thể giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Và 4 năm trước thì Việt Nam tại kỳ Asian Cup năm 2019 thì cũng đã đi tiếp vượt qua vòng bảng theo diện này, và thậm chí là còn có thêm chút may mắn khi mà chúng ta có thành tích nhỉnh hơn về số thẻ vàng, thành tích fair play. Tất nhiên nói như vậy là để nói trận đấu ngày mai thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chấp nhận là mọi thứ nó diễn ra theo đúng diễn biến và không có bất ngờ nào cả. Bởi lẽ trong bóng đá thì luôn luôn có yếu tố bất ngờ. Nếu mà chúng ta đá với Nhật Bản 10 trận, chúng ta có thể thua 9. Tuy nhiên thì luôn luôn có khả năng là chúng ta có thể giành được một kết quả tích cực, thậm chí là chiến thắng qua trận đấu ngày mai. Cũng trong ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có một buổi đi bộ làm quen sân. Đây là buổi đi bộ duy nhất mà cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được phép bước lên những mặt cỏ sân thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Không được tập luyện ở đây, nhưng có lẽ những cái sự kiện như thế này cũng giúp cho các cầu thủ rất nhiều để có thể thích nghi với trận đấu. Sáng ngày 13 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã có chuyến thăm sân vận động An Thu Ma Ma, một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu của vòng chung kết Asian Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng D gặp đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động này. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho Asian Cup 2023, nên tất cả các đội không được tập luyện tại sân thi đấu. Thay vào đó, AFC sắp xếp cho các đội tham quan sân vận động tương ứng với lịch thi đấu của mỗi nước trước từng lượt trận. Đội tuyển Việt Nam đã trận ra quân gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 trên sân vận động An Thu Ma Ma, nên hôm nay, đội tham quan sân này chủ yếu giúp cho các cầu thủ có cảm quan tốt về mặt sân cũng như không gian thi đấu. Sân An Thu Ma Ma, sân đấu từng tổ chức một số trận đấu quan trọng tại vòng chung kết World Cup 2022 cách đây hơn một năm. Ngoài giai đoạn vòng bảng, sân vận động An Thu Ma Ma từng chứng kiến Pháp thắng 3-1 Ba Lan ở vòng 16 đội.
Đáng chú ý nhất, đây là sân đấu đã tổ chức trận tứ kết World Cup 2022 giữa Maroc và Bồ Đào Nha. Khi đó, Maroc đã tạo ra cơn địa chấn khi giành chiến thắng 1-0. Tại vòng chung kết Asian Cup 2023, sân vận động Antumama còn là nơi sẽ diễn ra các trận đấu giữa Liban và Trung Quốc, Hàn Quốc với Jordani, Nhật Bản với Indonesia và một trận đấu của vòng 1-8 và một trận bán kết. Ngoài Antumama, đội tuyển Việt Nam còn được trải nghiệm hai sân vận động khác tại vòng bảng Asian Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Chuse sẽ gặp Indonesia tại sân vận động Abdullah bin Khalifa với sức chứa 10.000 khán giả và sân vận động Jasim bin Hamad với sức chứa 15.000 khán giả khi chạm trán với Iraq. Một đối thủ khác của đội tuyển Việt Nam tại bảng đấu của mình đó là đội tuyển Indonesia. Trước khi bước vào giải đấu Asian Cup cũng nhận được rất nhiều những sự chỉ trích, những sự ngờ vực của cổ động viên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên Shin Tae-yong để trấn an dư luận Indonesia. Truyền thông Indonesia tỏ ra bi quan về hành trình của Indonesia tại Asian Cup 2023 sắp tới sau màn trình diễn không tốt của đội nhà. Tuy nhiên, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn lạc quan về sự chuẩn bị của đội bóng xứ vạn đảo. Nói về thất bại 0-5 trước Iran trong trận đấu giao hữu vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "Các cầu thủ đã làm tốt hơn những gì tôi mong đợi. Cần biết rằng 3 trong số 5 bàn thắng của Iran đến từ sai lầm của chúng tôi. Điều này cũng khiến cho tôi có chút lo lắng nhưng không chùn bước. Chúng tôi đang tiến về phía trước." Dù thua với tỷ số 0-5, nhưng chúng tôi đã làm tốt. Những kinh nghiệm ở trận đấu Iran sẽ thực sự là bài học bổ ích cho các cầu thủ Indonesia, ông Shin Tae-yong bày tỏ thêm. Trong hai trận đấu giao hữu trước đó với Libya, có ít nhất 3 trên 6 bàn thua đến từ sai lầm của các cá nhân trong hệ thống phòng thủ của đội bóng xứ vạn đảo, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch. Không chỉ phòng ngự, dứt điểm là cơn đau đầu khác của Indonesia. Trong 3 trận đấu vừa qua, đội bóng xứ vạn đảo chỉ có 1 bàn thắng. Nếu tính cả hai trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026, thì Indonesia chỉ có 3 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Đó là con số khiêm tốn khi các đối thủ như Philippines hay Libya phòng ngự không quá vững chãi. Tiền đạo trẻ Hoki Karaka thừa nhận đó là vấn đề của Indonesia và huấn luyện viên Shin Tae-yong đang tập trung giải quyết. Chúng tôi đã luyện tập dứt điểm cầu môn. Đây là hạn chế của chúng tôi trong thời gian qua. Các phương án di chuyển, các tình huống xử lý khi đối mặt với hậu vệ đối phương như 3-3 đang được thực hành để đảm bảo hiệu quả nhất khi tấn công. Hoki Karaka trả lời báo Indonesia. Đội tuyển quốc gia nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng lúc này thì tại V-League, làn sóng thay đổi ghế huấn luyện viên cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Với câu lạc bộ Công Hà Nội, họ đã chính thức có sự góp mặt của huấn luyện viên Kiatisak. Zico Thái đã có mặt tại thủ đô. Còn với câu lạc bộ khác, đó chính là câu lạc bộ Hà Nội FC thì sao? Họ đã có màn ra mắt ấn tượng với vị chiến lược gia đến từ Nhật Bản. Trải qua nhiều thăng trầm cùng Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak đã bắt đầu một chương mới với câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng giàu tham vọng và hiện đang là đương kim vô địch V-League. Hôm qua, ngày 14 tháng 1, vị chiến lược gia người Thái Lan đã rời Pleiku để ra Hà Nội cùng trợ lý người Thái Lan của mình. "Thật khó khăn để tôi nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai. Tôi yêu đội bóng này vô cùng và có nhiều kỷ niệm với nơi này. Thật khó để ra quyết định này. Tôi muốn có thêm thử thách cho bản thân và tôi lựa chọn câu lạc bộ Công an Hà Nội." Kiatisak chia sẻ lý do chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Zico Thái rời đội bóng trong hoàn cảnh Hoàng Anh Gia Lai đang đối diện với rất nhiều khó khăn khi đứng bét bảng sau 8 vòng đầu tiên của V-League 2023-2024. Đây cũng là điều khiến cho Kiatisak cảm thấy chăn trở nhất khi chia tay với đội bóng Phố Núi. "Từng là cầu thủ và dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, thật đáng tiếc khi tôi nói lời chia tay, nhưng bóng đá là sự chuyên nghiệp và nó theo ta hết cuộc đời. Tôi phải vượt qua giai đoạn này và chấp nhận thực tại hướng về phía trước." Hoàng Anh Gia Lai giờ đây đang rất khó khăn nên việc chia tay không hề dễ dàng. "Tôi hy vọng cầu thủ sẽ chơi tốt khi có một huấn luyện viên mới lên thay tôi. Tôi muốn hỗ trợ đội bóng bằng trái tim mình, nhưng giờ là lúc tôi phải tập trung cho công việc và những mục tiêu mới cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội", Kiatisak nói. Cũng trong ngày hôm qua, câu lạc bộ Hà Nội đã công bố ông Daiki Iwamasa, tân huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ: "Tháng 12 vừa qua, sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Kashima Antlers của Nhật Bản, tôi biết tin câu lạc bộ Hà Nội dành sự quan tâm tới mình. Ngay lập tức, tôi đã xem các trận đấu của họ, kể cả ở AFC Champions League lẫn V-League. Tôi tự tin rằng mình đã nắm được tương đối về các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Tôi thích bóng đá áp đảo, tấn công. Do đó, tôi thường chọn xem những trận đấu, những đội bóng có lối chơi như vậy. Ví dụ như huấn luyện viên Pep Guardiola, không chỉ những giải đấu lớn, tôi cũng xem ở các giải đấu khác ở Nam Mỹ, giải châu Âu hạng thấp hơn.
Trước mắt, trong buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội, tôi sẽ nhìn nhận năng lực của các cầu thủ, chỉ đạo một cách cân bằng, phù hợp để có thể phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tất Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam vào tối ngày hôm nay. Trận đấu chúng ta gặp đội tuyển Nhật Bản chắc chắn sẽ là trận đấu khai màn Asian Cup 2023 cực kỳ quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.